Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuốn dinh dưỡng học bị thất truyền và chúng ta sẽ đi vào cái phần về chuyển hóa đường trong gan. Thì trong cái phần chuyển hóa đường trong gan thì nó sẽ có cái bệnh về cholesterol cao và bệnh về ống mật. Và chúng ta sẽ bắt đầu trang 208 của cuốn này cả nhà nha, cuốn màu xanh. Còn cuốn màu đỏ đỏ hình hồi nãy thì mình không nhớ là trang nào, cả nhà mở ra nhé và đọc cùng với Liên. Cholesterol cao và bệnh ống mật. Nhắc tới cholesterol thì rất là nhiều bạn phản cảm với nó và thậm chí khi nhắc đến nó còn nghe là hoảng sợ. Vì mọi người đều hiểu sự nguy hại của cholesterol. Cholesterol tăng cao sẽ gây xơ cứng mạch máu, gây ra bệnh tim mạch nghiêm trọng. Nhưng điều không ai ngờ là cholesterol quan trọng đến mức bạn không thể nào sống thiếu nó được. Nếu mà rời bỏ cholesterol, bạn sẽ rơi vào trạng thái nam không ra nam, nữ không ra nữ. Vì cholesterol là nguyên liệu sản sinh ra hormone sinh dục và không có cholesterol, hormone ở vỏ thượng thận, kể cả các loại mà chúng ta thường gọi là hormone luôn cũng không thể sản sinh ra được vì đó cũng là nguyên liệu tổng hợp nên chúng. Trên màng mỗi tế bào khắp cơ thể bạn đều có lượng lớn cholesterol, không có chúng thì tính hoàn chỉnh và tính lỏng của màng tế bào đều gặp vấn đề. Và cholesterol cũng là nguyên liệu tổng hợp nên axit mật. Axit mật là thành phần chính trong dịch mật. Chức năng của nó là nhũ hóa chất béo của dịch mật. Đó, và chính axit mật biến các chất béo mà chúng ta ăn vào trong đường ruột thành các hạt chất béo cực nhỏ, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa chất béo. Cholesterol có chức năng quan trọng như vậy thì vì sao mọi người lại ghét nó, lại sợ nó chứ? Vì khi cholesterol tăng cao sẽ dẫn đến xơ cứng mạch máu, tăng khả năng dẫn đến các bệnh tim mạch và cao huyết áp. Bác sĩ hiểu rất rõ mối nguy hại đối với cơ thể người khi lượng cholesterol trong máu tăng cao. Cho vậy, chỉ cần chỉ số cholesterol cao thì sẽ bảo bệnh nhân của mình là không được ăn các thức ăn chứa nhiều cholesterol như là trứng gà, nội tạng động vật và hầu hết các loại hải sản, vân vân. Mọi loại thức ăn đều chứa cholesterol. À, tất cả các loại thức ăn đều chứa, nhưng mà chứa cholesterol đều bị cấm cửa. Và chúng ta nhất định phải hiểu một điều. Quan điểm sai lầm và kiến thức đúng đắn sẽ lan truyền. Nhưng nếu mà quan điểm sai lầm khi lan truyền rộng thì sẽ làm hại không ít người. Và một kiến thức đúng đắn khi được lan tỏa sẽ cứu được vô số người. Ví dụ nhé, cholesterol của bạn cao thì liên quan gì đến trứng gà? Trong sự duy trì tiếp nối của dân tộc Trung Hoa, đây là một câu chuyện về trứng gà ha. Trứng gà từng đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì trước đây Trung Quốc là một quốc gia nông nghiệp và ngành chăn nuôi gia súc không phát triển. Hầu hết thì người dân á, coi trứng gà là nguồn protein chính, là đạm chính đó cả nhà. Và người nào có bầu sắp sinh con thì cảnh tượng nhìn thấy nhiều nhất là bạn bè thân thích cầm từng giỏ trứng đến biếu tặng. Sau khi sinh con xong cũng tăng cường dinh dưỡng bằng trứng gà. Trẻ con ăn dặm cũng bắt đầu cho ăn lòng đỏ trứng gà. Bạn thấy trứng gà có phải đã gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc giúp dân tộc Trung Hoa duy trì nòi giống không? Và ngày xưa ăn trứng gà cholesterol không cao, bây giờ ăn trứng gà cholesterol lại cao sao? Đó, gà vẫn là gà và trứng thì vẫn là trứng. Cholesterol của bạn cao là việc của bạn liên quan gì đến trứng gà? Đó, cả nhà nghe câu này thấy thấy như nào? Đó, khi mà trong trứng gà thì trong thời gian vừa rồi tự liên học bên Viện Dinh dưỡng Quốc gia đó nha. Thì cái trứng gà nó giống như là có thể được so sánh với một loại thức ăn mà thần dược luôn. Nó có quá nhiều cái thứ tuyệt vời ở trong đó. Nhưng bởi vì trong đó nó có một ít cholesterol thôi. Thế là khuyến nghị bệnh nhân nghỉ luôn. Có những chất ở trong trứng gà mà những loại khác không có. Nha. Thế là bắt đầu là bệnh nhân không dám ăn trứng gà. Thì ở trên đây có một câu mà Liên 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 muốn nói với mọi người. Ở trong đây bác sĩ có một câu rất là hay. Quan điểm sai lầm và kiến thức đúng đắn đều sẽ lan truyền. Nhưng một quan điểm sai lầm khi lan truyền rộng sẽ làm hại không ít người. Và một kiến thức đúng đắn khi được lan tỏa sẽ cứu được vô số người. Tự nhiên cái Liên thấy ý nghĩa về công việc của mình quá chừng. Từ hồi mà mình làm công việc này, khi mà chúng ta bắt đầu thực hành cái quy trình wellness, chúng ta đảm bảo rằng tất cả mọi người trong chúng ta khi đi chia sẻ cho khách hàng, chia sẻ cho những người bạn, chia sẻ cho người thân thì chúng ta phải đảm bảo là chúng ta có kiến thức, chúng ta giúp được cho họ. Còn nếu như chúng ta không có kiến thức mà chúng ta để những cái kiến thức mà những cái thông tin mà sai lầm
lan truyền đến cho họ thì tai hại vô cùng. Cho nên Liên lại thấy cái công việc của mình nó rất là ý nghĩa, bởi vì sao? Ít nhất mình cũng cho họ được những thông tin đúng. Và rõ ràng là khi mà mình đi chia sẻ với những người mà đang gặp vấn đề về sức khỏe, họ đến bệnh viện thì cả nhà có đồng ý là họ đang có những cái lời khuyên của bác sĩ nó hoàn toàn đi ngược về dinh dưỡng. Và đặc biệt là khi mà chúng ta học ở viện dinh dưỡng thì chúng ta thấy là rất là đi ngược luôn nha. Thì đó là tai hại vô cùng. Cho nên là mình sẽ dùng những cái kiến thức mà mình có, những cái sức những cái công sức nhỏ của mình để mà đóng góp, để giúp cho cộng đồng ngày càng tốt hơn. Và đi đọc tiếp nha, trang 210. Thực ra lượng cholesterol cơ thể cần dùng hàng ngày ấy có tới 2 phần 3 là do gan tự tổng hợp. Chỉ có gần 1 phần 3 lượng cholesterol được lấy từ thức ăn thôi. Và theo phân tích tích của tôi thì đây là cách bảo vệ cơ thể chúng ta. Vì cholesterol quá quan trọng, cơ thể sợ không lấy được đủ lượng cần thiết từ thức ăn nên phải tự tổng hợp. Và hàm lượng cholesterol trong thức ăn càng ít thì chức năng tổng hợp cholesterol của gan sẽ càng hoạt động mạnh. Và từ kết quả biểu hiện, một số người trong cuộc sống có thể thấy được nguyên nhân cholesterol cao. Trong cuộc sống, một số người không ăn cái này, không ăn cái kia, sợ cholesterol cao, kết quả là cholesterol của họ cao hơn cả. Một số người không thích ăn các thức ăn nhiều cholesterol như thịt, trứng, sữa, chỉ ăn một số loại đồ chay khiến mình gầy đét nhưng chỉ số cholesterol lại cực kỳ cao. Và tôi thường bảo những người này là oan ức nhất, họ không ăn thức ăn có chứa cholesterol, sao chỉ số lại cao một cách kỳ lạ như vậy? Nguyên nhân rất là đơn giản, thiếu hụt protein mãn tính lâu dài sẽ dẫn đến chức năng gan bị tổn thương nghiêm trọng. Ở đây người ta mình hay 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 nghe cái câu là từ chối protein là từ chối sự sống đó các anh chị ha. Thì cái thuật ngữ ở trong đây thiếu hụt protein mãn tính lâu dài thì tụi mình được gọi là hả cái suy dinh dưỡng trường diễn cả nhà nha. Một mặt hàm lượng cholesterol trong thức ăn rất là ít dẫn đến thức ăn tự tổng hợp cholesterol của chức năng tự tổng hợp cholesterol của gan ở trạng thái làm việc hết công suất trong thời gian dài. Mặt khác, do thiếu hụt chất dinh dưỡng lâu ngày, nhất là thiếu hụt nhiều loại chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ protein, dẫn đến suy giảm khả năng bài tiết gây tồn đọng một lượng lớn cholesterol trong cơ thể, dẫn đến chỉ số cholesterol trong máu tăng cao. Và cholesterol trong cơ thể thì chỉ có thể bài tiết qua một con đường, đó là tan trong dịch mật rồi thải qua ống mật, từ ống mật đi vào đường ruột rồi thải ra ngoài cơ thể ha. Là cholesterol sẽ tan trong dịch mật rồi sau đó nó được đi qua ống mật, và từ ống mật nó sẽ đi vào đường ruột rồi nó sẽ được thải ra ngoài cơ thể. Và độ hòa tan cholesterol trong dịch mật thì nó liên quan trực tiếp đến hàm lượng lecithin trong dịch mật. Cũng có nghĩa là hàm lượng lecithin trong dịch mật càng cao thì độ hòa tan cholesterol trong dịch mật càng cao. Và lượng cholesterol bài tiết ra ngoài càng 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 nhiều. Và lecithin do gan tổng hợp nên. Vì thế, vì để tổng hợp được lecithin cần có nhiều loại chất dinh dưỡng như protein, vitamin nhóm B, magie, choline, inositol. Cả nhà nghe xong những cái vitamin này là cả nhà hình dung ra những cái sản phẩm nào mà mình đang dùng mà có luôn. Khi thiếu chất dinh dưỡng, chức năng gan bị tổn thương, giảm lượng lecithin sinh ra, tỷ lệ lecithin trong dịch mật sẽ hạ thấp. Như vậy sẽ đưa đến hai kết quả. Một là cholesterol tích tụ trong cơ thể không thể bài tiết ra được khiến lượng cholesterol tăng cao. Hai là lượng cholesterol trong dịch mật không ổn định. Nó dễ bị kết tủa khỏi dịch mật và gây ra sỏi. Đó. Hơn nữa hàm lượng lecithin trong dịch mật giảm xuống làm tăng kích thích của dịch mật khiến ống mật và túi mật dễ bị tổn thương. Cho nên các bệnh xảy ra ở hệ thống mật đều do gan không tốt gây nên. Muốn chữa được bệnh của hệ thống ống mật, trước tiên phải bắt đầu từ việc dùng chất dinh dưỡng để bảo vệ gan. Để tỷ lệ các thành phần trong dịch mật trở nên hợp lý, các vấn đề của ống mật sẽ tự nhiên được giải quyết. Thậm chí một số sỏi mật cũng có thể được bào mòn thông qua cách này. Hay không các anh chị?
Gan là đại tổng quản của cơ thể, cho nên là những cái bệnh ở chỗ khác nhưng mà đi ra là vẫn do gan. Và nói đến đây sẽ rất thú vị, bệnh tim mạch nhắc đến ở đoạn trước và bệnh về hệ thống ống mật thì ra là cùng một nguồn bệnh, đều đến từ gan. Vì cái độ lao công do gan sản sinh ra mà đại diện là lecithin đã ít đi, dẫn đến hệ thống mạch máu bị tắc nghẽn, gây ra bệnh tim mạch. Hoặc là vì lecithin do gan tổng hợp giảm đi, dẫn đến các bệnh về hệ thống ống mật như sỏi mật và viêm túi mật. Về mặt lâm sàng, chúng ta có thể thấy rất nhiều ví dụ như thế này. Bệnh nhân có bệnh tim mạch thì thường hệ thống ống mật cũng không tốt. Mà người bệnh nói với hệ thống ống mật và người bệnh thì với hệ thống ống mật có vấn đề thì tim mạch của người đó cũng không được thoải mái. Những người có vấn đề về hệ thống ống mật thường gặp những cái vấn đề như những người có vấn đề về hệ thống ống mật thường gặp nhất gần như có 3 loại người. Đó là người ăn chế độ ít protein lâu ngày, tức là không thích ăn thịt, trứng, sữa, mà đa phần ở chỗ này thì sẽ gặp ở người ăn chay ha. Người uống nhiều rượu lâu ngày và người béo phì. Bạn thử nghĩ xem, ba kiểu người này có ai mà chức năng gan không bị tổn thương nghiêm trọng không? Và có ai không có vấn đề tim mạch không? Đó. Ok cả nhà. Cái phần mà Liên đọc ngày hôm nay nó chỉ có như vậy thôi. Và bây giờ thì Liên sẽ tóm tắt lại cho cả nhà mình cái nội dung ngày hôm nay ha. Cái nội dung ngày hôm nay á thì phần đầu tiên người ta sẽ xác định là cholesterol có vai trò rất là quan trọng. Và ba quan trọng ở trong ba cái phần. Đầu tiên nó là nguyên liệu sản sinh ra hormone. Hay chúng ta hay mình gặp rối loạn với hormone đó thì có thể là do chúng ta đang bị rối loạn cholesterol đấy nha. Và nó tham gia cấu tạo màng tế bào. Tất cả các tế bào trong cơ thể, cái màng tế bào đều được cấu tạo bởi chất béo. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ là nguyên liệu tổng hợp ra axit dịch mật. Cái axit dịch mật này thì chức năng của nó là nhũ hóa. Nó biến các chất béo từ thức ăn thành những hạt nhỏ và đẩy nhanh quá trình tiêu hóa của chất béo. Và khi mà cholesterol cao á thì người ta rất là sợ, bởi vì nó sẽ gây ra cái chứng là xơ cứng mạch máu và các bệnh tim mạch hoặc là bệnh huyết áp. Và bác sĩ thì hiểu rõ nguy hại của nó, cho nên là cấm cửa luôn những cái thức ăn mà có cholesterol. Nhưng mà khi mà mình kiêng quá nhiều thì trong thức ăn mà có cholesterol thì nó có những cái thành phần khác nữa mà cơ thể rất là cần. Đó, cho nên nó sẽ gây ra tác hại rất là lớn, cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng, nó bị rối loạn chức năng. Nó sẽ bị thiếu, ít nhất là nó thiếu protein này, nó thiếu các vitamin nhóm B, thiếu magie, choline và inositol, đó là các cái chất dinh dưỡng để mà cho gan tổng hợp lên lecithin đó cả nhà. Đó. Và cholesterol nó trong cơ thể thì gan nó sẽ tự tổng hợp là 2 phần 3 lận. Và 1 phần 3 nó đến từ thức ăn. Cho nên nếu như chúng ta ăn ít á thì gan nó vẫn phải hoạt động mạnh để tổng hợp cholesterol. Điển hình á là nó sẽ biến cái protein có sẵn ở trong cơ thể của mình trở thành chất béo cả nhà. Cho nên là nếu như cả nhà mình ăn lịch á thì nó sẽ bị ảnh hưởng, là chúng ta sẽ bị mất cơ. Rồi cả nhà mình hình nhìn lên hình nha. Đây đây là cái gan vị đại tổng quản của chúng ta, rất là to ha. Đó, và ở trong gan thì đó, đây là cái đường ống mật, ống dẫn mật đi từ gan đến đến tụy, và đây là cái túi mật màu xanh xanh. Khi chúng ta đi mua đồ ăn mà bị cái mật nó bể ra, nó đắng mình rất là ghét. Nhưng mà cuối cùng đó là cái mật nó có vai trò rất là quan trọng trong cơ thể. Thì ở trong đây bài viết đó là tác giả có nói là cái cholesterol sẽ bài tiết qua một con đường duy nhất. Đó là cholesterol thì thể sẽ tan trong cái dịch mật. Đây, tan trong cái dịch mật. Sau đó nó được thải qua cái ống mật, tan trong cái dịch mật. Sau đó nó thải qua cái ống mật. Đó, và nó sẽ đưa qua ruột. Và từ đó cholesterol được thải ra ngoài cơ thể, đi qua đường ruột ha. Thì khi cholesterol tan trong dịch mật thì nó lại liên quan đến lecithin. Mà lecithin á thì lại do gan tổng hợp. Mà lecithin này thì càng cao thì cholesterol hòa tan trong dịch mật càng cao. Từ đó cholesterol bài tiết ra ngoài cơ thể càng nhiều. Còn nếu như trong trường hợp mà khi mà gan tổng hợp được lecithin á thì gan cần chất dinh dưỡng như protein, vitamin nhóm B, magie, choline và
inositol này nè. Thì khi mà nếu mà thiếu các cái chất này thì gan sẽ bị tổn thương, nó sẽ không có đủ các cái chất để mà tổng hợp cái lecithin này, thì lúc này sẽ giảm được cái lượng lecithin. Mà lecithin giảm thì cholesterol bài tiết nó sẽ thấp, nó sẽ đi ngược lại cái quy trình này ha. Thì lúc này nó sẽ gây ra ba vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là cholesterol tích tụ trong cơ thể gây ra mức cholesterol trong máu cao. Và cái vấn đề thứ hai là sẽ gây ra cái vấn đề là sỏi, sỏi ở ở ở mật này, sỏi ở cổ túi mật và sỏi ở túi mật luôn. Và cái vấn đề thứ ba là viêm túi mật nha, sỏi mật thì ở dưới, viêm túi mật thì ở trên đó. Và qua ở đây thì tác giả có liên hệ những bài bữa hôm trước, là cái lecithin này nè cũng chính là cái mà giúp cho cái vấn đề mà về cái hệ là cái cũng nguyên nhân, nếu mà giảm lecithin thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề về hệ thống tim mạch. Và lúc này thì bác sĩ mới nhận định rằng là bệnh tim mạch và hệ thống dẫn mật sẽ cùng một nguyên nhân, nó đến từ gan. Và nếu như chúng ta có giữ cái nguyên nhân này thì thường á, những người bị bệnh tim mạch thì thường bị luôn cái bệnh về hệ thống ống dẫn mật mật và ngược lại. Đây là cái phần đọc sách của Liên ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe nhé. Cả nhà thấy cái mật của chúng ta quan trọng, chúng ta nhìn thấy cái gan của chúng ta quan trọng không ạ? Thì khi mà chúng ta thấy các cái chất như là protein, mình đã hiểu lý do tại sao mà khi mình dùng các cái sản phẩm sắt, những cái sản phẩm dinh dưỡng bột pha của Oriflame, thì chúng ta đã thấy cơ thể phục hồi một cách nhanh chóng. Bởi vì sao? Nó giúp cung cấp protein cho gan. Và khi mà gan có đủ protein thì đó là sự sống của chúng ta đã được phục hồi đó. Và các vitamin nhóm B, magnesium, inositol này, thì tất cả những cái đó đều nằm trong cái viên bắp, cũng như là trong các cái em bé thì có cái viên kip, còn người lớn thì còn có. Và chúng ta còn có cái dòng sản phẩm dinh dưỡng uống là cái dinh dưỡng đặc biệt ha, Meal Replay, nó cũng cung cấp đầy đủ các protein và các loại vitamin này. Cho nên là chúng ta thấy là những người mà người ta dùng các sản phẩm này, người ta chia sẻ là tại sao mà họ hồi phục rất là nhanh khi mà họ dùng dinh dưỡng bột kết hợp với cả viên. Đây là cái chia sẻ của Liên. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe nhé. Ok Hoài ơi. Alo, nghe được không mọi người? Mình nghe được rồi nè. Hôm Hôm nay nay chúng ta có câu hỏi hay cả nhà có cái gì chia sẻ không? Có ai mà khi mà mình đã từng gặp vấn đề về mật thì chúng ta có chia sẻ không cả nhà? cho mình chia sẻ chút xíu. Ok. Là hôm nay chúng ta học về cái cholesterol trong máu á, thì Hoài thấy là cái gan nó rất là quan trọng, và trong nhóm của Hoài là có bạn Thu Hà, bạn ấy trong nhóm của Hoài ở Tam Dương cơ, thì bạn này là bạn ấy bị sỏi túi mật thì cách đây khoảng 2 năm á, là lúc đấy là bạn ấy đang ở trong bệnh viện đa khoa tỉnh. Bệnh viện đa khoa tỉnh thì lúc đấy là bác sĩ có chỉ định bạn ấy mổ mổ cái sỏi đấy. Thế nhưng mà cơ thể thực ra lúc đấy bạn ấy rất là yếu, và bạn ấy bảo là thôi em về em cắt thuốc nam, em không mổ đâu. Tức là tại thời điểm đấy là bạn không muốn mổ, và bạn bảo bạn về cắt thuốc nam. Thì sau khi bạn ấy gặp Kim Hùng thì chia sẻ công việc á, thì bạn ấy kể là em đang nằm viện, thì em nằm viện về điều trị bệnh gì vậy em? Bị sỏi túi mật, bác sĩ chỉ định mổ nhưng mà em không muốn mổ, em muốn về cắt thuốc nam. Thì bạn Hùng bạn ấy chia sẻ cho mình, cho bạn Hà cái dòng dinh dưỡng của mình thì lúc đấy là bạn ấy dùng luôn, không cần phải nói nhiều, dùng luôn. Thế nên là khi mà bạn ấy sử dụng sản phẩm wellness của mình thì mới đầu á là bạn nên sử dụng để cho cái sức khỏe của bạn ấy khỏe lên thôi, chứ không bao giờ nghĩ là có thể tan được cái sỏi ở trong cái mật. Thì bạn dùng một thời gian khoảng 3 tháng thì bạn thấy bạn rất là khỏe, bạn ấy khỏe lên, và sau đó bạn ấy ra viện. Bạn ra viện thì mình vẫn hỏi thăm và đều đặn thường xuyên là bạn ấy làm cùng với mình. Thì sau khi làm cùng với mình thì bạn ấy sử dụng wellness rất là đều đặn,
Thì đến khoảng 6 tháng sau, 6 tháng sau là bạn đi kiểm tra là hết cái sỏi, hết cái sỏi ở trong cái mật ấy. Và bạn không phải mổ nữa. Đó, đó là cái câu chuyện mà bị sỏi túi mật mà dùng dinh dưỡng mà hết sỏi mà không phải mổ nữa, nó có liên quan đến cholesterol. Cái bài mà Liên đọc ngày hôm nay nó vô cùng là tuyệt vời ở cái chỗ là có những nhiều trường hợp á mà mình không có nhiều cái kiến thức về dinh dưỡng này, hoặc là mình lo sợ là không biết là nó có giúp được cho khách hàng nhiều trong 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 cái trường hợp mà như thế này không, thì mọi người rất là ngại chia sẻ. Mọi người ngại chia sẻ là ôi dồi ôi, không biết là dinh dưỡng của mình nó có xử lý được cái bệnh của người ta hay không, nên là ngại chia sẻ. Nhưng mà mọi người cứ mạnh dạn đi. Tất nhiên là mình không dám cam kết là dinh dưỡng của mình là có thể là cải thiện hoàn toàn và có thể là giúp bạn ấy khỏi hoàn toàn bệnh được. Nhưng có một cái điều chắc chắn và đảm bảo với khách hàng rằng là khi mà mình cho khách hàng sử dụng dinh dưỡng một cách đều đặn, thường xuyên, liên tục thì người ta chắc chắn là người ta sẽ khỏe lên. Và những cái bệnh mà có thể người ta chưa nhìn thấy tại thời điểm này nó sẽ dần dần được hồi phục, bởi vì là cái mà người ta đang chú ý là cái bệnh nó nặng nhất, nhưng mà có thể là cái bệnh nó nặng nhất nó chưa được phục hồi ngay và luôn, nhưng cái bệnh khác nhỏ 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 ở trong cơ thể của chúng ta nó sẽ được phục hồi. Và khi mà nó được phục hồi một cách nhẹ nhàng từ từ một cái bệnh nhỏ, sau đó là khi dinh dưỡng của mình vào cơ thể nó đủ, nó dự trữ được, thì những cái bệnh lớn lớn nó sẽ được phục hồi một cách nhanh chóng. Đó là cái câu chuyện về sỏi túi mật ở trong nhóm của Hoài. Thì trong Zoom của mình có ai có nhiều cái niềm vui gì không? Trong 2 ngày vừa qua này, mình đi chia sẻ cho khách hàng này, mình cứu giúp được rất là nhiều khách hàng này, hoặc là giúp đỡ được cho ai đó có sức khỏe, hoặc là có câu chuyện về liên quan đến sỏi túi mật như ngày hôm nay chẳng hạn, thì mọi người chia sẻ lên đây nhé. Chưa có ai chia sẻ, chưa có ai chia sẻ thì Liên sẽ chia sẻ một chút về cái này nha cả nhà. Thật ra thì bản thân của Liên á, thì Liên đọc cái phần mà bác sĩ nói về cái việc là cái thông tin tốt với cái thông tin sai lầm á, là nếu cũng là lan truyền, hai thông tin đó đều lan truyền, nhưng cái nào mà mình để cho lan truyền, ví dụ như thông tin tốt thì sẽ giúp được cho vô số người, còn thông tin xấu mà lan truyền thì nó sẽ gây tác hại cho không ít người. Này làm cho Liên cảm thấy là Liên tự nhiên mình nó chạm được đến cái cảm xúc của mình. Bởi vì sao? Bởi vì lúc trước khi mà Liên đi chia sẻ thì Liên ngại lắm, Liên cứ nghĩ là người này là gia đình của người ta là dược sĩ, người này hả là người ta điều kiện tốt, người ta xài những thứ nọ thứ kia, cho nên là mình ngại mình đi chia sẻ với họ lắm. Rồi thậm chí có những người mình nghĩ là người ta điều kiện khó khăn á, cho nên là mình sợ mình chia sẻ với ta xong ta không có tiền người ta dùng á, xong rồi cũng tội nghiệp người ta nữa. Rồi cái mình chia sẻ nhiều quá thì bắt đầu họ không có tiền dùng cũng cũng tội nghiệp, nhiều khi họ cũng ngại mình. Nhưng mà cả nhà biết không, khi mà Liên được được nhìn thấy hình ảnh của bác sĩ Phước Dầu, một người cho Liên rất là nhiều cảm xúc cả nhà. Và khi mà Liên nghe được câu chuyện của bác sĩ Phước Dầu thì Liên nghĩ là trời ơi, đạt đến đỉnh điểm của cái sự kiên nhẫn, đỉnh điểm của cái sự mà một cái tâm mà muốn giúp đỡ người khác. Và thế là bắt đầu Liên đi chia sẻ, Liên chia sẻ Liên không ngại ngần gì hết. Thì Liên kể cho cả nhà nghe 2 câu chuyện khi mà Liên đi chia sẻ. Thì một trường hợp á, là cái cô này cổ là mẹ của một con bé này, nó làm ở trong công ty dược rất là nổi tiếng, trời ơi rất là nổi tiếng luôn cả nhà. Thì Liên nghĩ cô này đâu có thiếu gì đâu mà đi chia sẻ cho cổ, thì Liên không nghĩ tới luôn. Khi cổ tới nhà Liên để thăm bệnh á, thì Liên chỉ ngồi Liên kể là cái tình yêu của Liên đối với sản phẩm này nó tuyệt vời như thế nào, nó nhân văn như thế nào, tại sao mà Liên lại quyết định bỏ một cái công việc là thẩm phán ở trong tòa để Liên quyết định đi chia sẻ nó. Bởi vì Liên thích cái giá trị nhân văn của nó, Liên thích cái sự tuyệt vời mà sản phẩm này nó đem đến cho cho những người tiêu dùng, và đặc biệt là nó để cho những người mà dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ở điều kiện nào vẫn có thể tiếp cận được nó một cách dễ dàng chứ. Và lúc đó thì Liên mới sực nhớ là tại vì con cổ làm bên công ty dược
Thì Liên mới nhớ lại là cái lúc trước khi Liên đi chia sẻ những người làm bên công ty dược, có cả nhà, khi người ta nghe về tính năng, về sản phẩm này, về cái câu chuyện nhân văn ra đời của sản phẩm này, và người ta biết sản phẩm này đến từ châu Âu, đặc biệt là đến từ Thụy Điển, một quốc gia đáng sống nhất thế giới, thì họ đề xuất luôn với Liên rằng là họ cũng muốn kinh doanh, họ muốn phân phối dòng sản phẩm này, nhưng họ muốn được phân phối độc quyền. Họ nhập về một mình họ, và sau đó cái quyết định giá là họ quyết định, và không ít người luôn. Và lúc đó là Liên nhớ là Liên phải có khoảng chừng 3 người làm công ty dược đều đề xuất cho Liên vấn đề này. Cả nhà thấy không, khi chúng ta được sở hữu nó với giá quá ưu đãi, và nếu như một cái sản phẩm tốt như vậy mà để cho một công ty phân phối độc quyền thì chúng ta không có cửa đụng tay tới luôn đó. Và lúc này thì Liên thấy là mình cần phải đi chia sẻ cho mọi người nhiều hơn, dễ tiếp cận đến cái sản phẩm mình hơn. Đó là câu chuyện thứ nhất. Còn một câu chuyện thứ hai, khi mà Liên đi chia sẻ cho các anh này á, thì Liên có đăng một bài ở trên Facebook là có cái cô mà 73 tuổi giống nhau, nhưng một người thì ngồi ngồi rất là già nua, mặc cái áo rất là già nua, nhìn ra cửa sổ để chờ đếm thời gian. Còn một người á hả thì cơ thể rất là vạm vỡ và đang chuẩn bị nâng một cục tạ. Thì khi đó Liên viết cái bài á là khi mà bạn bạn bản thân bạn có thể là mua cho mình một cái điện thoại, mua cho mình cái xe hơi, mua cho mình cái xe máy, xây cho mình một căn nhà. Và khi mà có những tài sản đó, bạn không tiếc tiền để mà mua cái ốp lưng rất là tốt, dán cho cái điện thoại những thứ rất là tốt để bảo vệ nó, để duy trì nó, và một cái xe hơi một năm đó là tiền đăng kiểm, duy trì và giữ gìn cái xe đó không có bao giờ là dưới 100 triệu hết, sẵn sàng bỏ ra. Nhưng mà để mà chăm sóc cơ thể của mình, để mà duy tu cho cơ thể của mình thì mọi người rất là tính toán, trong khi sức khỏe của mình, cơ thể của mình, bản thân mình có thể tạo được cả hàng chục, hàng trăm cái xe như vậy, hàng ngàn cái xe như vậy, có thể mua, có thể tạo ra được cái khối tài sản là bằng hàng hàng ngàn cái điện thoại như vậy, nhưng chúng ta không bảo dưỡng, chúng ta quên mất nó. Thì khi mà mình đăng cái bài đó lên thì anh này ảnh chạm đến cái cảm xúc của ảnh, vì ảnh là người vừa mới mua xe hơi luôn, ảnh làm kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng có một cái là ảnh không có bảo vệ sức khỏe của ảnh, vì ảnh làm quá nhiều không có thời gian để chăm sóc nó, thì cơ thể của ảnh lúc này là không ăn uống được, ăn gì cũng không thấy ngon hết, và thấy cơ thể mình yếu mọi 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 kiểu hết. Thì khi mà mình viết bài đó, ảnh đọc ra xong ảnh gọi điện thoại cho mình, ảnh kêu chứ tao thấy mày viết cái đó tao đụng tới tao rồi, thôi mày lấy cho tao bộ dùng đi. Thì lúc đó là Liên lấy cho ảnh bộ dùng, cả nhà biết không. Mỗi lần mà liên hệ với ảnh rất khó, và ảnh rất là bận. Rồi cứ hướng dẫn cho ảnh được chút 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 vậy thôi, nhưng ảnh là người biết chăm sóc sức khỏe, biết là lúc này thấy sức khỏe mình cần cho nên là cũng uống đều. Nhưng sau đó thì ảnh nói là công việc của anh đi miết, không có thể dùng được cái dòng dinh dưỡng bột, thì chỉ uống viên được không. Thì lúc đó là Liên cũng nói là cũng được, nhưng mà hai anh em đang liên hệ với nhau như vậy thì tự nhiên ảnh bận. Sau đó là Liên gọi điện thoại múc mùa không được. Thì khi nghe câu chuyện bác sĩ Phước Dầu, Liên lại bắt điện thoại Liên gọi tiếp. Thì lúc đó Liên biết được một cái sự thật rằng là em rể của ảnh ấy đang kinh doanh dòng sản phẩm của Herbalife, thì mới nói với ảnh rằng là em vợ của mình đi kinh doanh dòng sản phẩm tốt như vậy mà không ủng hộ đi mua cho người ngoài hả. Thì vợ của ảnh cũng càm ràm cho nên ảnh ngại, ảnh không có dùng nữa, ảnh không dùng sản phẩm bên kia. Ảnh nói là anh dùng sản phẩm bên em rất là tốt, và khi Liên hỏi anh có những cái kết quả như nào anh chia sẻ cho em, rồi ảnh nói là anh dùng mà thời gian đầu là cái cơ thể của anh là cứ sôi sôi cái bụng, sôi sôi cái bụng mà bắt đầu đi phân là vừa đen nè, xong rồi vừa 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 sệt y như mình là nó trong trường hợp đào thải độc tố. Thì anh nói thì lúc đó anh nghe mày nói là đào thải độc tố anh yên tâm lắm, mà cái bụng nó sôi, nhưng mà nó sôi nghe đã lắm nha. Rồi uống á, uống ảnh chia từng sản phẩm anh uống để anh cảm nhận thử người ảnh như nào. Thì ảnh nói trời ơi, cái nước mà màu xanh xanh nó, cái nước chất xơ á, trời ơi, đã lắm nha, trời ơi, dùng cái đó thích lắm, ngày nào anh uống anh cũng cảm thấy cơ thể mình nó nhẹ nhõm đó, với cái cảm nhận của một người dùng. Và các cái sản phẩm dinh dưỡng kia thì anh nói trời, uống vô cái thấy khỏe ra, mà thấy cơ thể mình cái bụng nó sôi sôi, nhưng nó sôi đã lắm, nó sôi đã, và sau khi mà mình đi xong là bắt đầu cơ thể mình nó nhẹ dần nhẹ dần, chứng tỏ là cơ thể ảnh tích tụ độc tố khá nhiều. Rồi sau đó anh nói, nhưng mà sau đó anh ngại vợ với em rể nói vậy cho nên là anh cũng không có liên hệ với em nữa, tại vì giờ mua về dùng cái nó cứ càm ràm hoài, nhưng anh biết nó rất là tốt. Thế thì sau khi mà Liên chia sẻ thì ảnh mới nói thôi đi, bây giờ lấy viên cho anh đi, bởi vì anh đi xe nhiều lắm, lấy viên đi anh để trong cabin xe đó, để đến giờ anh lấy ra anh dùng.
để cho anh không có bị mọi người càm ràm. Thì đó là cái mà Liên cảm thấy tự hào, bởi vì mình đã dám đi chia sẻ, mình đã giúp được cho khá nhiều người, bởi cái sản phẩm của mình nó rất là nhân văn. Dùng một sản phẩm thôi mà nó đã bao quát được rất là nhiều vấn đề, từ khỏe nè, từ thông thoáng mạch máu và từ đào thải độc tố đó.